Xin chào. Xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú sao lại chào mọi người? Chào bà chú. Đây là đây là cái máy cái gậy chụp hình. Vivi xin chào, Vivi xin chào. Vivi giỏi quá. Xin chào cả nhà. Do you want longer than that shirt or same as that shirt? That long. Ý là anh cứ may theo kiểu mà anh thấy được. Xem hả? Dạ. 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 Nhà Thủy đang ở chỗ may vest, đồ vest để đi may đồ vest cho Yuri trong ngày đám cưới. Em muốn hay mặc đồ đẹp này. Em muốn mặc đồ đẹp, đứng đây cho mẹ quay coi. Bây giờ Yuri đang may đo. Yuri may trước, còn bố với Jere qua sau thì bố với Jere sẽ may sau. Và nhà Thủy may hơi gấp cho nên là tại vì chị ở Đà Nẵng có mấy ngày cho nên là may hơi gấp một chút xíu. Em đi chơi à hả? Em đi chơi hả? Coi xem bố may đồ à? Vi đi đi, Vi đi qua bố đi. Có đồ đẹp ta ha. Đồ này cô gửi cho Vivi để mặc làm mẫu nhưng mà chưa kịp chụp tấm nào. Thật ra là Yuri kêu Thúy chọn màu nhưng mà Thúy đang cũng bị phân vân. Tại vì Yuri kêu là quan trọng là Thúy muốn Yuri mặc màu nào. Tại vì nó là ngày quan trọng của Thúy cho nên là bây giờ nhà Thủy sẽ may một bộ vest và cả một áo trắng. Hả? Now she just take away. Lấy ví của bố hả? Vivi lấy ví của bố hả? Hey. Bữa sau đi bữa sau lớn lại đi xin làm sinh viên, đừng có gọi điện về xin tiền bố nhá. Gọi điện xin tiền bố, đừng xin tiền mẹ nhá. Tại vì bố không có tiền nhá. Vivi. Rồi, để bữa nào xem Vivi 1 tuổi con Vivi chọn món nào. Yuri đợt bon là bon chọn cái búa. Cao anh cảm cái mông của anh không có kiểu cái mông của anh mặc đồ hơi khó. Tại không có eo nên mặc quần không có mắt. Dạ đúng rồi. Bon nào cao không? Ôi đâu trời. Bon ơi, bon không được nghịch thư của bác nha. Cái này để bác chụp hình đó. Cái súng à? How long you want? Dài. Cái kiểu không cần dài quá đâu anh ạ. Dài chỉ mắc cảm phấn thôi. Dạ, kiểu như kiểu Hàn Quốc anh. Ý là ảnh Tây nhưng mà em thích Tây Hàn Quốc. Vivi. Ôi dồi ôi, Vivi nghịch của bác á. Bây giờ nhà Thủy đang ở quán cà phê, Bon đang chọn đồ uống. Chai cay thì tháo. Hả? Một chai cay thì tháo. Hả? Một chai cay thì tháo. Một chai cây dưa hấu. Vi, con ăn dưa hấu chưa? So what did I say wrong? Yeah, no. Một chai cây dưa hấu hả? Bon nhìn dưa hấu cỡ đó đó hả Bon? Dưa hấu. Bon nhìn dưa hấu lắm này. Saako iskei katsoa? Well, I want soda Saigon. Hey,
Is this iced tea? Yeah. I would like this one. Ở đây ice cream. Không. Cái đất ta gì nè bạn? Wow. Istu siihen kunnolla. Tai toinenkin jalka. Mä oon niin vahva ajan, kun on omaa. Sä voit olla polvilla, sä voit mennä polville. Hei, kato. Joo, sä voit mennä siihen polville. Siihen laita molemmat polvet siihen sun alle. Joo, on vaan. Mä olin juuri näin. Eikö se oikein liukunut? Cả nhà bây giờ nhà Thúy đang đi cho món xuống cho cá ở bãi biển. Tại vì ở đây có một cái khoảng ba một kiểu quán cà phê chiêu chiêu ở phía dưới này đẹp đẹp á. Nhà Thúy đi hôm nay trăng sáng lắm, sâu rặng dừa. Con cầm cái xe đi nha. Con có đôi dép tông mới mua. Ok, đi thôi con, đi tới đi. Đêm là quán bar, cà phê.
vieläkö?